Tiếp tục thông tin về 4 ngư dân trên tàu cá BTH-97478TS được tìm thấy sau 10 ngày tàu cá này bị mất tích. Hiện tại thì chúng tôi đã có được những hình ảnh đầu tiên về những ngư dân này đang được hỗ trợ chăm sóc y tế trên tàu cảnh sát biển 7011. Hiện thì tàu cảnh sát biển 7011 và tàu cá Bình Định đã vào gần bờ. Thời tiết tốt thế nên là 4 ngư dân được chuyển sang tàu cảnh sát biển để chăm sóc tốt hơn. 3 trong số 4 ngư dân hiện sức khỏe đã ổn định, một người trong thể trạng yếu. Các ngư dân xác nhận là tàu cá BTH-97478TS đã bị chìm, 15 ngư dân bỏ tàu và lên 2 thuyền thúng, một thuyền có 7 người và một thuyền có 8 người khác. Vào ngày 15 tháng 7 thì hai thuyền thúng này bị lạc nhau, thuyền có 7 người được tàu cá Bình Định tìm thấy và chỉ còn 4 người sống sót, 3 người đã thiệt mạng. Việc tìm kiếm 8 người còn lại vẫn đang được các lực lượng gồm 2 máy bay, 4 tàu hải quân, các tàu cá đang hoạt động trong vùng biển tìm kiếm, cũng như các tàu vận tải lưu thông qua tăng cường rà soát, theo dõi sự điều động của Trung tâm Chỉ huy Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia. Tình trạng sạt lở bờ sông nghiêm trọng đang diễn ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khoảng 20.000 hộ dân sống ven khu vực sạt lở nguy hiểm đang cần phải di dời khẩn cấp. Phóng viên Thanh Trương thông tin chi tiết từ hiện trường. 5 căn nhà bất ngờ trôi tuột xuống sông, chỉ còn sót lại những phần như thế này. Là những gì còn lại sau một vụ sạt lở bờ sông nghiêm trọng. Nhiều gia đình đã phải tháo chạy trong đêm để bảo toàn tính mạng. Vụ sạt lở này xảy ra ở thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tổng diện tích sạt lở ước tính hơn 500m², với chiều dài lên đến 35m. Theo Tổng cục Phòng chống thiên tai, đến nay, khu vực đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận ít nhất 751 khu vực sạt lở, với tổng chiều dài lên đến 976 km, tập trung cặp sông Tiền, sông Hậu và đê biển. Hiện có khoảng 20.000 hộ dân ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cà Mau, thành phố Cần Thơ sống ven các tuyến sông có nguy cơ sạt lở cao, cần khẩn trương di dời. Mưa ở đồng bằng sông Cửu Long càng nhiều thì tốc độ sạt lở bờ sông càng nghiêm trọng và diễn biến khó lường hơn. Do vậy, người dân có nhà cửa ở khu vực ven sông cần phải đặc biệt chú ý quan sát chặt tình hình để phòng tránh cũng như là di dời tài sản, nhà cửa khi cần thiết.